Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày mùng 5 tháng 3 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới giảm nhẹ, đứng quanh vùng giá cao 2.113 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng, giao dịch ở mức 103,87 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, đứng ở mức 67.946 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,221% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống giảm, đứng ở mức 78,48 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Việc giá vàng trên thị trường thế giới bất ngờ bật tăng mạnh mẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của đa số các nhà phân tích và giới đầu tư, dù đa phần họ đều tin tưởng vào triển vọng tươi sáng của kim loại quý trong dài hạn. Đợt phục hồi của giá vàng trên thị trường thế giới sau một thời gian khá dài mắc kẹt trong phạm vi hẹp được ví như chiếc lò xo bị nén lâu dài bất ngờ bật tung khi gặp chất xúc tác. Động lực bật tăng của vàng càng lớn trong bối cảnh những dữ liệu kinh tế cuối tuần trước của Mỹ khá gây thất vọng. Các báo cáo công bố ngày thứ sáu cho thấy hoạt động sản xuất của các nhà máy ở Mỹ sụt giảm sâu hơn trong tháng 2 và chỉ số niềm tin tiêu dùng theo khảo sát của Đại học Michigan cũng thấp hơn so với dự báo của giới phân tích. Những số liệu này nghiêng về phe bồ câu về chính sách tiền tệ, những người mong muốn thấy Fed giảm lãi suất sớm hơn. Tuy vậy, một số chuyên gia cũng cảnh báo đợt phục hồi của vàng lần này có thể là điều kiện chín muồi cho một đợt bán khống tiềm năng trong tương lai gần. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi cuộc điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell vào ngày thứ Tư và thứ Năm tới. Cùng với đó, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp hôm thứ Sáu cũng được cho là sẽ tạo ra một số biến động trên thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên đầu giờ chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC bất ngờ đảo chiều giảm mạnh, còn với mặt hàng vàng nhất bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác vẫn duy trì vững chắc đà tăng mạnh trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đảo chiều giảm 500.000 đồng trên một lượng cả chiều vào chiều bán ra so với thời điểm phiên trưa ngày hôm nay. Hiện tại mua vào mức 78,40 triệu đồng trên lượng và ra mức 80,40 triệu đồng trên lượng, ngang bằng so với mức giá ngày hôm qua. Mức giá này được áp dụng cho SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Với giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 78,40 triệu đồng trên lượng và ra mức 80,42 triệu đồng trên lượng. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNG niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 78,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 80,45 triệu đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 250.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji thì vẫn duy trì trong số tăng, mua vào mức 78,65 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 80,65 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đến thời điểm đầu giờ chiều nay thì vẫn duy trì xuống tăng rất mạnh, tăng 900.000 đồng trên lượng cả chiều vào chiều bán ra, không thay đổi so với phiên trưa, mua vào mức 66,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,70 triệu đồng trên một lượng. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ của công ty này. Mua vào mức 66,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,80 triệu đồng trên lượng, cũng tăng tới 900.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 67,38 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 68,58 triệu đồng trên lượng, tăng 700.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại hiện tại tăng 10 đồng trên đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 24.480 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.850 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.540 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.670 đồng trên đô la Mỹ. Tiếp tục tăng thêm 60 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 90 đồng trên đô la Mỹ bán ra so với thời điểm cuối ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi đầu giờ chiều nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.840.000, bán ra 8.040.000. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại vẫn đang ở mức rất cao, ở mức 2 triệu đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ.
SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.840.000, bán ra 8.042.000. Pin Hồ Chí Minh và Pin Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8.045.000, giảm 300.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 250.000 đồng trên một lượng tại chợ bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 25.000 đồng trên một chỉ tại chợ bán. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào mức 7.865.000, bán ra 8.065.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.855.000, bán ra 8.045.000, tăng 25.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.855.000, bán ra 8.040.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 7.910.000, bán ra 8.030.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 40.000 ở chiều bán. Tiếp theo là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.860.000, bán ra 8.010.000, tăng 10.000 ở chiều vào và bán ra. Ngân hàng TP Gold mua vào 7.865.000, bán ra 8.065.000, tăng 30.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng VietinBank mua vào 7.850.000, bán ra 8.052.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu đến 2.060.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.840.000, bán ra 8.042.000. SJC Huế mua vào 7.837.000, bán ra 8.042.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.840.000, bán ra 8.040.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.840.000, bán ra 8.042.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.838.000, bán ra 8.042.000. Cuối cùng là giá nhân bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại duy trì đã tăng mạnh trong khoảng từ 375 đến 900.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 37.500 cho đến 90.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.650.000, bán ra 6.770.000. Nhân bộ số 9 từ 0.3 đến nửa chỉ mua vào 6.650.000, bán ra 6.780.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.640.000, bán ra 6.730.000, tăng 90.000 ở chiều vào chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.513.4.000, bán ra 6.663.4.000, tăng 89.100 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.863.000, bán ra 5.063.000, tăng 67.500 ở chiều vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.739.000, bán ra 3.939.000. Vàng 10K mua vào 2.621.7.000, bán ra 2.821.7.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.